Xin chào anh chị nha. Em tên An, em đến từ kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ anh chị ơi. Hôm nay em có mặt tại một điểm du lịch quán ăn Lúa Nếp đó, thuộc xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre nha. Cách cầu Rạch Miễu á, là chỉ có vài trăm mét à. Mặt tiền đường lộ nhựa luôn. Con đường này là đường D quốc phòng liên 8 xã ha anh chị. Dạ. Đây, điểm du lịch quán ăn bên sông, bên đó là sông Tiền. Còn nhìn qua bên kia sông á là khu du lịch Cồn Phụng nha. Đoạn này thì gần khu du lịch Cồn Phụng làng Bè. Còn đây là Lúa Nếp. À, hôm nay em gửi tới anh chị một miếng đất nằm đối diện khu quán Lúa Nếp này ha. Dạ. Với tổng diện tích là 188 m², chiều ngang 8.13 ha, chiều dài là hơn 25 m. Mình có 72 m thổ cư nha. Trên đất mình hiện tại là có cái nhà tiền chế nè. Đó, nên mình về đây mình có thể kinh doanh mua bán. Mình ở cũng được nha anh chị. Còn hướng này nè, mình đi khoảng 2 cây số là tới được chợ Tân Thạch, bến phà Rạch Miễu cũ hồi đó anh chị. 2 cây số nha. Còn đi khoảng 6 cây nữa là tới được khu nghiệp Giao Long. Con đường này là liên xã An Khánh nè, Tân Thạch nè, Quế Sơn nè, Giao Long nè, hướng xuống thẳng với cảng Giao Long luôn á anh chị. Dạ, còn hướng này nè, phía trước mình á là quán làng Bè nha anh chị. Đẹp lắm anh chị ơi. Đó, mình đi một chút nữa là khu lịch Cồn Phụng. Hướng này đi ra ngoài cầu Rạch Miễu là chỉ có 800 m à. Nên đường đi chút đi em đi cho anh chị xem. Rất là nhiều điểm khu lịch bên sông Tiền nên rất là mát mẻ nha anh chị. Rồi em mời anh chị mình qua để mình xem chi tiết của miếng đất ngày hôm nay nha. Chiều ngang từ đây mình có hàng rào, ở trên thì có mái che tiền chế hết rồi. Đó, anh chị xem nè. Cũng kiên cố lắm anh chị ơi. Mát mẻ ha. Mặt bằng thì sạch sẽ, cao ráo nè. Đó, điện thì mình có điện sẵn nha. Đó, nước khu vực này xài nước máy. Dạ. Đất của mình là hướng Tây Bắc nha. Hướng Tây Bắc có 72 m thổ cư. Lúc trước thì chủ bán quán ăn. Đó, thì dài là chu vi nè, có hàng rào xung quanh hết đây. Được xây dựng phía sau mình có toilet nha. Phía sau có toilet. Em đi ra sau cho anh chị xem. Đất dễ tìm lắm anh chị ơi. Khi mà anh chị mình muốn đi xem đất tiếp á, mình cứ liên hệ với em nha. Hoặc là mình cứ link cho phần mô tả của em á, em có ghim phần định vị trong đó đó. Đó, mình tới mình xem trực tiếp rõ ràng hơn. Dạ, ở dưới mình nhìn lên nè. Chị xem ha. Phía trên thì cũng không có đường dây điện đi ngang thôi nha. Đường dây điện thì bên kia đường. Đó. Rồi với tổng diện tích là 188 m², mặt tiền đường D quốc phòng liên 8 xã. À, nên xe cộ rất là nhiều luôn, nằm gần các điểm khu lịch nổi tiếng Lúa Nếp, làng Bè, Cồn Phụng. Đó, cách là chỉ có 100 m à, là mình có gần những điểm khu lịch nổi tiếng đó. Giá đen chị mình sở hữu á, là 2.800.000.000 nha. 2.800.000.000. 2.800.000.000. Hiện tại là mình có sổ sẵn nha. Sổ sẵn, giấy tờ hợp lệ, mua bán chính chủ luôn. Đó, chủ sẽ bao giấy tờ sang tên cho anh chị mình. Khu này nhìn đẹp quá anh chị ha. Bên sông Tiền, mát mẻ, trong lành lắm. Đã rồi, mình cần thông tin thì mình cứ liên hệ với em qua số điện thoại nha. Bây giờ em đi từ đây nè, em chạy ra hướng ngoại cho anh chị xem. Dạ, bây giờ em mời anh chị mình đi theo em nha. Ra hướng ngoài cầu Rạch Miễu á, để mình xem trên đường này kinh doanh rất là nhiều anh chị. Đây, quán này em nghe nói á là rất là nổi tiếng nha, đông lắm. Lúa Nếp. Còn đây là làng Bè nè, đều ven sông Tiền hết. Mấy bên tay phải mình á là mấy bên sông Tiền. Dạ, nhà hàng du lịch làng Bè. Hỏi anh chị xem nè, hình đẹp quá ha anh chị.
còn hùng nha. Dạ. Có còn hùng, còn Thái Sơn, còn Quy. Đó. Từ đây mà đi qua thành phố Mỹ Tho anh chị. À, chỉ có qua bên kia cầu là tới à, khoảng hơn 2 cây số chút à. Đi thành phố Bến Tre là khoảng 6 cây nha. Dạ. Khu công nghiệp Gia Long cũng 6 cây số luôn. Đây có phải vật liệu xây dựng nha. Đây là cầu Bạch Miễu nè anh chị ơi, Miễu 1 nè ha. Đó, qua bên kia cầu là thành phố Mỹ Tho rồi. Còn này là tới cầu Rạch Chuối, trạm thu phí. Đi một chút nữa là giờ thành phố Bến Tre luôn. Con đường này là quốc lộ 60 nha. Đường huyết mạch đi miền Tây á, là Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Hậu Giang đâu á. Rồi em cũng xin dừng video tại đây nha. Chân thành cảm ơn chị mình đã xem cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha. Bye bye mọi người.